Xin mến chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Những cái ngày mưa gió này, Hà Nội trời đang mưa, chả đi đâu chơi được. Tiếp tục ở nhà lại đóng loa, giáp loa bán cho các bác đây. Hôm nay thì phải gọi là hơi phá lệ các bác. Khách mua một đôi da dày nhà em cũng bán. Đấy, khách chơi gia đình nhưng mà chắc là phòng rộng hay là vì lý do nào đấy em cũng không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao anh ấy lại không chơi loa full mà anh lại chơi loa dày nữa. Đấy, chất lượng của sơn rất là đẹp nhá. Một đôi cũng bán. Lưới rất là đẹp. Cái này chính là cái dây đỏ mà vừa hôm qua em có lên clip em lắp dàn này ấy. Đây, con này là một con đã đóng thùng luôn rồi đây. Đây này, khách này để em xem anh tên là gì nhỉ? Có đơn trong. Em ơi. Cái đơn mà anh lấy một chiếc da dày này, à một đôi da dày là em chưa đánh vào đây. À đây. Ở trong cái tin nhắn máy Samsung ấy. Đấy. Ở cái clip này thì em nội dung cũng rất là ngắn gọn thôi nhá các bác nhá. Tức là thông báo với các bác rằng là loa dây là không phải là cứ theo dàn mới bán mà xé lẻ ra, kể cả các bác mua một đôi cũng bán. Đấy, cu kia. Con kia đóng rồi, nó đang đi ra ngoài để nó đóng xốp vào các bác. Mua một đôi cũng bán các bác nhá. Các bác mà cà phê sân vườn hay các bác mà nhà rộng ấy, mà thích chơi cái dòng loa dây này thì có thể mua một hai đôi về quánh cũng được, không làm sao cả nếu mà các bác có điều kiện. Đấy, đôi này thì hôm qua em có link clip em có lắp ráp. Con này là bát Neo Bi côn 76, tem Neo Bi côn 75 các bác nhá. Đấy, bát Neo tem Neo luôn đây này. Ở đây có luôn một chiếc bát này. Đây cho khán giả xem đây. Đây có luôn một chiếc bát này. Đấy, bát Neo tem Neo luôn các bác nhá. Đôi này thì bên em đang bán với mức giá là 11.500.000 các bác. Mua một đôi cũng bán. Dây nhôm rất là đỏ. Rất đẹp luôn, màu đỏ rất đẹp luôn. Yeah. Họ cắt CNC nhá, rất đẹp luôn. Mặt lưới là cái này là do bên em là hàng đặt riêng các bác nhá. Chắc chắn các bác sẽ không thấy ở đâu có một cái mẫu lưới nó như vậy đâu. Không ở đâu thấy được cái mẫu lưới như này đâu nhá các bác nhá. Mua một đôi cũng bán ạ. Các bác mà phòng rộng hoặc là các bác chơi cà phê sân vườn hoặc các bác mà thích mang ra sân oánh ấy, có điều kiện mua một hai đôi này về oánh cũng được, nhưng mà chú ý là oánh nho này thì các bác phải ghép thêm cả súp vào nhá. Cố gắng là phải có cặp súp vào, súp đơn, súp kép 50 gì đó đập vào nó mới phê, cho oánh mỗi loa này không thôi thì nó sẽ rất là ít vác, nó chủ yếu nó toàn lời thôi các bác nhé. Đấy, clip ngắn gọn vậy thôi. Đấy, loa lắp xong rất đẹp luôn ạ. Đây, quay mặt trước mặt sau cho các bác xem. Cái tem này các bác thích dán tem gì thì dán. Thực ra bên em làm theo cái nhu cầu của khách hàng bảo dán tem của JBL thì em dán tem JBL. Và khách hàng mà bảo dán tem của RCF em sẽ dán tem của RCF nhá. Đấy, thùng này hàng đặc riêng luôn, vuông thành sắc cạnh rất là đẹp các bác nhá. Thùng quá đẹp luôn ạ. Sơn rất là đẹp. Sơn sần mịn rất đẹp các bác nhá. Đấy, các bác mà có nhu cầu thì alo trực tiếp cho DVH nhá. À đây là tiện ngay đây thì có lẽ em sẽ rút cái loa này ra. Phút ơi. Lôi con loa này gần ra đây, anh nhớ test luôn một chiếc này cho khán giả nghe cũng được. Đây, cứ thế dê nó nằm xoay ra đây. Không cần phải lật lên đâu. Cẩn thận rách thảm. Cái điểm góc này nó sắc. Rồi, đặt ra đây, cắm vào và cắm dây vào và tăng volume lên. Chỉ cần bật một chiếc. Đây dây đặt ra đây rồi. Cắm một sợi màu vàng hoặc màu đỏ cũng được. Tăng volume lên. Hơi bé. Ở trên đẩy em mắc volume trên đẩy đấy, xong rồi tăng ở trên vang lên. Em sẽ cho volume tăng thêm một tí nữa nha. Nghe chưa được to cho lắm. Ok các bác, loa dây từ Neo, bát Neo, tem Neo, oánh tiếng rất là sáng nhá. Những cái dòng loa Neo này thì hát tiếng rất là sáng, tơi nhuyễn, ok luôn các bác. Đấy, các bác mà có nhu cầu mua lẻ nha, em cũng bán lẻ luôn nhá. Thấp nhất là một đôi cũng bán, mà dăm ba đôi cũng bán. Mua càng nhiều bán càng sướng, nhưng mua một đôi cũng bán.
Và cái này chắc chắn là không bán một cái rồi các bạn, tại vì loa này không ai mua một cái đâu nhé các bạn nhé. Nên anh em chỉ bán lẻ phụ kiện là em bán một cái thôi, chứ còn làm thành phẩm như vậy thì không bán một cái đâu, các bác thông cảm. Đấy, các bác mà có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhá. Ok, clip này em làm ngắn gọn như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị khán giả yêu quý trong những clip sau ạ.